nhưng bần tỏ từ tiết sợi mầm xôm cổ rụp lục cừu đào xịt đầy nước cờ lắc pi chầm ngái xôm chuồn bón cổ sáo đào lục cừu đặc nhóm bông pin ở thay này à xuân hiền sò chấm điệp xu lục cừu nhóm miên sầm nổ mũi mà đai nén nhóm miên mà ban mà nè hiệp mũi chân em một hai thì giờ pel mũi chân em nấy nhóm tay từ nước cờ lắc đào cọt hai tay từ giờ sập khơi cọt rong tóc cờ về từ nấy chỉ bần tỏ bần tỏ hai thì dạ về cõi có khơi cõi chập đam miên sự đầy sóc nâng một ọt quân chỉ rười rười nhóm mình ban sàn bền rư ở thu bàn sơn sầm sọc nhóm tay tình nơi cõi lực nâng hai cục nia ao một tờ tua an nằm một tình nia nơi sự đầy chỉ đẹp lá đại ca miên khôn chật nhầm nâng ba chất tờ tua yốc đòi riêng riêng khuôn ta nhóm cua miên cách từ này vậy bài ná đầm bầy ở nhiệt tầng lái đại bán chạy than từ hai ai đập bàn về hô vì say đại dương tệ tuồng khnề vận tài nơi khnông bắt tệ tiền ở kia thà nấng có bọn bờ riền đá được thổi giang cành nấng ngày dương trai khnông xịt đầy nâng mới đang ngay thà này vậy là bị mạch chẳng á hay mối tiết nó không thể đọc còn được sốt có miền đá cả lại về để dân thờ tiền nó cọp bay tăng chất hay nâng bình lơ ở tư thà thì tiền vô nhiệt tay nắng hào tạo sợ kể ta hôn từ nhiệt từ giàu tiền đi châu miền đòi nhiệt tăng lái xôm nhiệt tăng lái rồi bọc nhóm nắng bàn đòn là sự đầy sọc và nâng mình chỉ rương ấy trao ơn bê tế xâm rạp nẹ là chạy than từ hào sự khán cư dân bổng pinh ở cao chìa của sò sân hóa dân oi bụ con ạ nằm mô tình nê ta bản năng ai anh bà ây cùng oi về chìa rương thông phê xâm rạp nẹ để chạy than tứ rồi bắt đầu chùm bùa nẹ đài là miền chỉ vật rù nâu ở chà rào hai tiền khuôn dương đài cầm phong rù nâu nâng trời bộ bật giang nà xong bây giờ tệ khả nà nụ bật tiên nâng cả đói xong bây giờ tệ khả nà nụ bật tiên nâng cả đói có dương quan tài miên nẹ để chạy than tới chìa ả rõm có bần tài bởi giao tài dương phơ áo cứ nẹ nổ ruột tài dương phở kênh chẳng hàn bật xong rưu cổ nẹ miên xa lấy chân tức cứ dân thơ và giỏi đọc nè để nổ rút ở việc cao chứ của sao là không chặt bỏ dân ban chia chùm này bón dân ở từ tớ đói cách tình yêu thoa thua đòi ca nước ở lực đòi ca anh đã xô đòi mì ta chặt chân tờ mà thà vi bò ra mặt thơ mình nghe riêng chạy tê lục rú rút nhóm cũng phụng riêng tam YouTube nhóm sẽ đạp clip lục rú cho ra đoàn nè tự vô lúc bất chỉ đẹp là khăn nè tiền ba ngày ai nâng to là miền bạn say to là miền sực đấy chỉ đẹp là phong nâng bạn đạp từ vô mình tên là việc sạch tự dưng bà ai cao chứ bà giáo mình bà giáo bà ai cao báp bà báp bà bụt bà riêng máu ngay ná cao lò đó mình á ôi ta thơ lò kết trời bà đàm bì kết trời để bọn lược làng mình thư tham bạp bà dùl mình nghe dùl và bây giờ cứ tạm một bạn này sai nâng ca sạp cúp mình bãi dừng mơ tôi tạm xuống cung đời xa bãi đời xa tôi tu là tìm bồn tràn máu về ọt rau nhưng sát lộ dân mình nèm nè cạt máu đời áo vị chia nâng xẹp ai vị chia bà chạy giá xong khá ra nó mới cạt vị nhiên nâng vân đập bè vì nhiên về cả đọc đại vị chia màu sáp trâu kỳ nằm được phơi khó tiết về nên là luôn được
យើងមើលដូចនៅឥណ្ឌាអញ្ចឹងដែលយើងកំពុងឃើញថាឆ្លងកូវីដខ្លាំងគឺរឿងថ្ងៃបុណ្យហិណ្ឌូហ្នឹងមកអបលៀនអ្នកជុំគ្នាម្នាក់ម្នាក់បទោសរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលទូកអត់ឈ្នះទេទូកអត់ឈ្នះទេបើទៅដឹងចរិតជនជាតិឥណ្ឌាហ្នឹងបានដឹងពិបាកមកគឺអត់ងាប់មិនបញ្ហាគឺបញ្ហាត្រង់ថាខ្លាំងមែនទែនបានទៅងូតទឹកលាងបាបកាលប្រហែលជាជាង10ឆ្នាំមុន70ឆ្នាំមុនគេក្រាន់ថាយកគោចេញពីក្រុងទៅហ៊ានរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននាក់បានយកចេញបានព្រោះគោនឹងជាព្រះបោះនិកាយគេមួយគោដើរទៅគេដាក់បាតដោយលោកដើរបានបាតអញ្ចឹងព្រះរបស់គេហើយពេលលក់ដូរអីយកប្រលប់អីគោទៅស៊ីផ្លែឈើគេអត់ថាអីគេអបានព្រះមកតែមនុស្សយកបែកក្បាលឡូវហើយតិចបើកឡាននេះឃើញគោដេកកណ្ដាលផ្លូវអីសុភ្លេនោះហើយចុះទៅដេញអីអូជាជនចេញមកកាប់ងាប់ឡូវព្រះគេណាគឺឡានត្រូវឈប់រហូតដល់ព្រះគោនឹងគាត់ដើរចេញមកឃើញអញ្ចឹងយើងម្នាក់ម្នាក់វាកើតមកវាដោបដោយអវិជ្ជាស្រាប់ហើយទិដ្ឋិនឹងព្រះអង្គថាដូចជាសមុតមុតជាប់អាសន្តានចិត្តរបស់ពុទ្ធជននឹងជាប់មកអញ្ចឹងហើយដល់ពេលកើតមកភ្លាមត្រូវគេ train ឲ្យជឿអញ្ចឹងគេ train ឲ្យជឿអញ្ចឹងចឹងបានឥឡូវដូចក្មេងៗឥឡូវស្ដាប់ទៅយល់ធរទៅបាក់ទៅនិយាយមួយម៉ែអើរឿងអីមែនទោសរបស់គាត់ឯងគាត់ជាអ្នករងគ្រោះគាត់ជាអ្នករងគ្រោះរងគ្រោះពីការបយលបញ្ចូលអាមនោគមខុសហ្នឹងឲ្យគាត់ជឿរបស់ហៅក្រៅខ្លួនរហូតមករហូតដល់គាត់ feel ថាទៅវត្តបើមិនបានសុំបន់អីបន្តិចទេដូចអត់អត់អស់ចិត្តណាដូចខ្វះអីប្រកេនលោកហ្នឹងមិនលោកមិនសូត្រឲ្យបន្តិចឯងដូចមិនទេមែនទេដូចខ្វះអីម្យ៉ាងជឿវាធ្លាប់ហើយតែប្រកេនលោកលោកត្រូវតែសូត្រឲ្យពណ៌ហ្នឹងបើមិនបានសូត្រទេដូចអត់បានទៅវត្តចឹងគាត់ feel ចឹងថាអត់បានទៅវត្តខ្វះអីអ្នកមកជួបផ្សារឲ្យមានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងច្រើនគាត់ថាទៅវត្តផ្សេងផ្សេងបានលោកឲ្យពោឲ្យជ័យទៅដូចស្រឡះមុខតាមអត្មាមកសួរចឹងត្រូវការពោអត់ហើយបើចាំបាច់ថាត្រូវការស្មាត្រមកុហកទៀតចុះហើយធានពិតចឹងមែនដូចរហូតដល់យើងច្រឡំថាប្រពុតឲ្យពោពពុះអត់ដែរឲ្យពោឯងមានតែមករឿងគុតអាយុវធនៈកុមារដែលទីឃាយការហោតោហ្នឹងដោយសារព្រះអង្គឃើញហេតុថាក្មេងហ្នឹងអាយុមិនតាន់អស់ព្រះអង្គឃើញអញ្ចឹងបានព្រះអង្គត្រាស់ថាអញ្ចឹងហ្នឹងប៉ិនបើសម្រាប់អ្នកដតីព្រះអង្គអត់ថាព្រោះព្រះអង្គឃើញហេតុដូចជានាងពេសកាធីតាព្រះអង្គឃើញថាត្រូវ3ខែទៀតស្លាប់មិនក៏មិនអោយពោឲ្យអាយុវែងដែរព្រះអង្គឃើញ product មួយហ្នឹងវា expire 3ខែទៀតអញ្ចឹងពោមិនអាចទៅបន្តអាយុបានទេអត់ទេឃើញច្បាស់អញ្ចឹងហើយយើងនេះដែលល្ងឹតដើរតាមព្រះអង្គហើយចិត្តយោព្រះអង្គមកអាងហើយខូចដំណើរព្រះអង្គដោយសារអីទេព្រះអង្គក៏អោយពោដែររឿងទីឃាយពួកកុមារទីខែអីអាយុវឌ្ឍនៈកុមារមួយជីវិតពពុតតបុគ្គលនឹងម្នាក់ទេមិនជួបពីណាក៏ឲ្យទេត្រូវមើលព្រះអង្គណាមួយជីវិតព្រះអង្គហើយក៏មានតបុគ្គលនឹងម្នាក់ដែរដែលសំគួរទទួលពាក្យនោះហើយមានហេតុរបស់វាពពុតត្រាស់អីឃើញហេតុទៅនិយាយចុះយើងឃើញអីបាទថាតាមនោះហើយថាអាងថាធ្វើតាមពពុតទៀតយេដោយរឿងរតនៈសោតចឹងມັນខ្វះទេអ្នកខឹងអាត្មារឿងរតនៈសោតតាំងពីកូវីដមិនតាន់វៃលោកស្រុកយើង
คือมันประกาศឲ្យលោកសូទូទាំងប្រទេសហើយរតនៈសូតយានីតភូតាហ្នឹងឯអ្នកប្រតិកម្មមួយថ្មីមិនមែនអ្នកអត់រៀនឯអ្នកខ្លះរៀនចប់កូពីណាកូពីណីឡាយផ្ញើអាត្មាទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងយកមហាអ្នកប្រាជ្ញយកមកអានប៉ុន្តែយើងធ្វើទៅដោយងងឹតពពុទ្ធធ្វើរឿងរឿងវេសាលីហ្នឹងមានហេតុរបស់វាច្បាស់លាស់ពពុទ្ធដឹងច្បាស់លាស់ហើយដល់ពេលយើងនេះវាយកដំណើររបស់ពពុទ្ធយកមកធ្វើទាំងមិនដឹងថាខ្លួនឯងជាអីហេតុម៉េចអត់មានសង្ស័យទេរឿងហ្នឹងអត់មានសង្ស័យសូម្បីតែបន្តិចថាហេសូទៅឲ្យលូជួយបានអត់អត់មានក្រែងសូម្បីតែបន្តិចអាត្មាទៅសូមស្រួលឆ្លងអប់ឡើងហ្នឹងអានេះក្រែងវិញតិចឯងស្មាដឹងច្បាស់គឺហ្នឹងព្រោះនៅក្នុងប្រសូតហ្នឹងព្រះអង្គមានទំនាក់ទំនងនិយាយជាមួយពួកអមនុស្សច្បាស់ហើយយើងឯណាទៅនិយាយកើតអានោះវាជាលក្ខណៈពិសេសរបស់ពុទ្ធឃើញនេះដូចពួកភូតឯណាជាទេវតានៅលើផែនដីក្តីពួកភូតឯណាជាទេវតាឋិតនៅឯដល់អាកាសក្តីដែលមកប្រជុំគ្នាក្នុងទីនេះអញ្ចឹងមិនមែននិយាយដោយស្មាននិយាយដោយអីទេព្រះអង្គមានញៀនពិសេសដែលព្រះអង្គអាចទំនាក់ទំនងមួយពួកនោះបានចុះយើងណូអត់ទេអញ្ចឹងបានប្រពៃបងថាពិបាកបយលណាបើយើងមើលទៅបនិស័យសម័យពុទ្ធដាក់កលឹះត្រូវ7ឆ្នាំមិនធ្វើដោយសារអីអត់តតជាប់ form អាក្រក់ដោយបណ្ឌិតសាមណេរសម្រាប់ជាព្រះរហន្តអាយុ7ឆ្នាំវិសាខាសម្រាប់សោតាអាយុ7ឆ្នាំឡមិចបាននាងឆាប់យល់ច្បាស់សច្ចៈធម៌ហ្នឹងថាអត់មានណារុំអត់មានណារុំក្បាលវាឆាប់មានពលឺឧបនិស័យមកផងហើយវាមិនមានអ្នករុំអ្នកបយលឲ្យទៅរឿងផ្ដេសផ្ដាសផងចំណែកដូចព្រះបាទអជាសតុវិញឧបនិស័យដែលគួរត្រាស់តាមបានហ្នឹងហ្នឹងរុំមានត្រូវទេវតាមករុំត្រូវហើយណាអរដោយរវេលកាសបៈឃើញរវេលកាសបៈជំនឿគាត់រឿងផ្សេងហ្នឹងខ្លាំងមកបានប្រពុតប្រៅវិធីសាស្ត្រឡើង3500វិធីមកវាអីគាត់រុំក្បាលគាត់ដោយសារជំនឿរបស់គាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែយ៉ាងណាចុងក្រោយបានត្រាស់ដឹងសច្ចធម៌ប៉ុន្តែបើយើងឯងបោះបង់បាត់ហើយមែនទេនិយាយយ៉ាងច្រើន3ដងប្រពុតប្រៅវិធីសាស្ត្រ300អឺ3300អា3500វិធីសាស្ត្រព្រោះព្រះអង្គឃើញថាបុគ្គលនឹងកែប្រែបានប៉ុន្តែមុនកែបាននឹងដូចខុសគ្នាពីមនុស្សដែលមិនសូវមានអីរុំព័ទ្ធហ្នឹងអញ្ចឹងបានរឿងនិយាយពីការពិតនេះនៅលើគោកលើគោកតាដល់យើងយល់ច្បាស់បន្តិចបានដឹងថាសច្ចធម៌នៅលើគោកសត្វមានអីក៏បាំងទេទឹកថែទេដែលបាំងដូចរូបនៅខាងមុខយើងហ្នឹងវាមិននៅកំបាំងទេប៉ុន្តែស្បៃបាំងអះអីកើតកតុយថ្លែនបាំងភ្នែកបន្តិចយើងមើលឃើញទេអញ្ចឹងរឿងមិនមែនទៅកែប្រែរបស់ខាងក្រៅទេបកភ្នែកនេះបកភ្នែកភ្នែករបស់យើងល្ងិតស្រាប់ទេយើងប៉ុន្តែគេពាក់វ៉ែនខ្មៅតាខ្មៅឲ្យកាន់តែក្រាស់មើលកាន់តែស្ទុំទៅស្ទុំទៅចឹងមិនមានអីច្រើនទេស្មាគណអនុមោទនាបុណ្យនៃកើតឡើងថ្ងៃកំណើតនេះហើយក៏ដូចជាចាប់អារម្មណ៍ពាក្យពលៈមិញដែរថាថ្ងៃហ្នឹងវាគួរតែជាថ្ងៃអបអរសាទរកំណើតបុណ្យដូចយើងនឹករឿងវិសាខបូជាអញ្ចឹងយើងអបអរសាទរកំណើតរបស់ពុទ្ធអញ្ចឹងព្រះអង្គមានកំណើតពីរដងទី1កើតជាបញ្ចខន្ធនេះទី2កើតញាណពុទ្ធមានកំណើតពីរបើមួយកំណើតក្នុងវត្តដាក់មួយទៀតកំណើតដើរចេញពីវត្តដាក់
hay cầm nát bị sợ tật tục tăng ón phần cả nát tục xéo tục tịch bờ cầm nát đã bay vô phúm vì ở ai này vậy bạn tại cầm nát mình nuốt những sắc xa máu cứ chỉ thoát bỏ bồn à bị sang khá đấy phần tại phần này bọn nhà bị sang khá rồi có anh em gì bị sang khá đại và ngồi chỉ một thai chưa cầm nát than còn đà miền này thà sạch nẹp prao thế nẹp prao ở lõ có bán prao ở cọ có bán việc than cần đá lưng về mình cần đá lơ cần đá khổm thì mình này mình đây chia chia cầm nạt mỗi để dân ai chơi được phải đào bàn bà cả nó không cầm nạt bà giờ phốm nên chơi được đào bàn này bị vọt luôn bàn thêm đang được tụ PhD mà bị nè đây này cầm nạt mình nói cứ chia sầm bạc miền nước sê ca cho sầm bạc tại vòng sầm đây ta cầm nạt mình nói cứ chia sầm bạc dương bịa thật sầm bát mình copy sầm bát khăn cào với dương prau cái cào bị gió vô bị gió cào prau mình lõ với cào tổ ai dương vô pi tầm nào chỉ vật năng tích tới mình đây dương năng lên tôi ta ai phép cái này là nhóm bạ chiên kê ấy năng ai tôi mới bông biên bạ đôi cái này bởi vì Phật khăn chỉ tục ấy năng mà là tham à mình cùi tội nhưng tham à ở cả tục chữ tham mình đồng đồng chữ dân ấy nâng à nực hơi anh ca lê vợ ông tra đăng tập bố hay tham chỉ mơ mình đi ở ngày nữa chân ban bộ phận rìa rìa bật tay tập bố tra đăng phim khinh vợ ông rìa rìa chứ ý cuốn gì ở đây anh bờ là ngực chân ngực chân bờ dân priệp mớ tham ai dân đâu còn bao chiêng đi nên dễ đập địa bàn khác muốn đi ở đây đồng một tực nâng à cà sọp đại màu nâng khả năng kia kia sọp chính tốc bồn mọt không xây đây tực tực lọ chàng nông ai sọp đại pin đó nè chẳng bàn sa sna môi chìm nốn cái prau mình đâu chia vụt cái sầm ruồi mình đâu đòn mình đâu khai chia vụt và bạ cà phê chiên khỏ bài tiệt vừa khỏ bài đạn ná mình đâu nằng mình đâu việc đá với mình lập bách chứ nè và khai kinh chân anh đường nắng prau mà nữa tao ngọp mà ngay cả tiệp cọp chật phe che cho nâng cái bẹt quen ta ao vậy nâng về lên chỉ phải bỏ dở ngàn đi đôi đôi cái bẹt quen ta ao cả mà tao Hollywood đó à phần um Hollywood đó tao nó chọn đằng thả Hollywood đang làm mạnh tăng từ tao đo Hollywood mà lên chạy mưa còn nằm rồi càng ở tao khơi mất đằng tao có họ cái miền phơm lộc lộc kê miền tỉ crong long miền say say miền ả yun ho tỉ tỉ miền đai nổ sơ miền lành chui phan đai miền ngọ những từ phần đặc biệt là chả ấy transform nữa à land ấy khai chi mà nó yun ấy đúng nhưng từ đó chỉ hà yun về nắng bẹ ở chụp cho hết dương bẹ bẹ vậy dân dớn đôi nô không rương năng chẳng họ tàu trong tàu cứ bỏ vơ trong tàu thấu cái môi chơi má chỉ là cực thang anh ấy đầm đầm nốt bên nó ngắt cùng hơi bỏ dân về mình chơi cùng hơi bỏ dân mình tên này cứ cái cầm mong ở dân khơi nhớ nè ngài chân mình nuốt để cho nó không mà nô cùng đại cái sạch máu về mình chỉ xây đại cả cực cha na bỏ quật để cứ chỉ khơi đấy cực thang anh nhẹ khơi đấy bên ta cái sạch ở khơi chẳng nó mẹn chụp này bà nhà thế mẹn hãy dân chìa cực thắng rồi mày bồn bồn mấy câu sở lập nó chào chào mẹ nó dân cực khơi chẳng bà nà khả nè thơ cứ ăn nó vọt cho bắp là ôm phọt khả nè ăn nó vọt cho bắp tam cô ca ông ca là ôm phọt ấy nâng bà rùa chìa cầm hơi để cái sật chẳng hãy khả nè ăn nó vọt cho bà nâng chẳng vì cực thắng mẹn tên rừng nâng
mà mình miên ấy tia tế cho rùm bẩn nắng nâng nâng ấy happy birthday khiêm cân nát nên bay lưỡi khiêm cân nát rồi sẽ đập ông cố sầm tai vì riêng đào các bạn đang ngược đang vì sầm một môi chân nam ngược mà đón mà rồi chân nam tai mình nghe nâng châu cả con nơi nông tẹt cái hát ấy nâng ngọt còn đừng tẹt rồi nâng các bạn nâng đôi chia sạch tê đi chan cục sạch nó đa mình nghe ba giờ sạch thằng ngọt đôi chia pì pì để nhờ chia chia tê đi chan nó nghe tiếng hay cho một chi vật mà nô đại ca ban chia mà nô nó cầm rò đôi sạch đáy rồi còn mấy tiếng nữa nhưng cái nói chung ngon chứ ạ việc thà cầm rò nó cứ cầm rò cao chia mà nô là ngay đại bộ phật tra thà mà nô sạch và đại liệt phổ mới nên thà bộ plot từ chia ba giờ sạch thấy từ lọp ban chia mà nô nó về về mình nghe chẳng tầng ót sạt nó không chỉ bị xét cứ trong dây bị nó ngập ba giờ sạt ba giờ sạt plot cao chia ba giờ sạt thấy tần lọp cao chia mình nữa chân pịa nữa kịch mơ tu lập hành chậm manu sạt tăng bột thục và tôi chậm tu lập pịa nên tu lập hành chậm manu sạt tăng ban phép chia manu cứ các ban đòi lùm bà rồi có kịch cho manu sạt và đại liệt hồ anh đang bị miền pi này muối tôi lập hành cho mình nô sạt tặng trong dây thì muối tha ca ca cho mình nô nó chỉ ca cầm rò chỉ trong đặt tươi tha cầm nạn mình nô nấy mền bàn đòi nghề thế trong vừa vô tha ói đã xa với ói là ò không này nắng nè đầu muối tiết đã bọn ta tha cái chao mình nô sạt và đại liệt hố cứ trong và chia thân tha ba chia ba dập sạt hói từ lọp ban à tập hiệp cho mình nô cứ chỉ cả ban đòi lùm bạc ban đòi lùm bạc không tin năng riêng sắc xa bị cam tới tập đăng thà cầm nát một nút chạm bách môn slap trâu miên thì mệt lò trâu miên của sáu châu mà oi phò đơn nó không gặp bài giờ sát năng viên mình nghĩ của sáu cả việc pay việc đồn thuật việc tọt slot mô hạ chờ nông miên pina ham ấy miên thảo pina tao ham oi sát cả mà nữa về ăn miên nâng còn tha tôn sầm mẹp cao chậm nữa nó bị ăn nghề miền phần năng ngay phần ấy thì cùng tôi khoa lấy hướng nữa khoa đã rương hòa ngay nè đã xa ta cầm nạp nữa nó ngoại ban ta hay tiết ôn em mình cái xua tha kê nì dây cực cực khả nìa thà ba mình chứa công công phẩm mẹt ế ếch sập thamam đa như vậy thế nào có thà kê dây cực khả nìa kê nâng ọt thamam ọt như vậy thế nào nâng ní ọt đài nâng ní ọt như vậy thế bởi thamam dây chế bên phà bước tầm mình phẩm mẹt đấy tự ọt chứa phẩm mẹt thamam ọt xây nâng thò đấy thamam xây nâng tổ nâng bước tại mình bảo mát tự mình chưa hai bên này chưa rương phải đẹp đắt mình này thành nè bảo mát thôi và nên mình bảo mát đừng thò đấy cứ bảo mát đừng tổ bước mình nô đại mình sẽ tệ vô đăng sập heo về anh nát tôi chưa rương phải đẹp đắt chống tu bảo mát tệ nưng vì tôi khi đang sẽ tệ opposite áp bảo mát tệ chỉ chung một bảo sẽ tệ được bọn ta áp bà mát tố áp mát tăng bà tiếng nó sẽ đầy mân bà mát chứ không hôn đây sẽ đầy mân sẽ làm sẽ kết sẽ đầy mân bà mát cứ sẽ tệ tu sẽ tệ chê ta sạc ngại nàng à chẳng bà thang giấy mà ta bước tài mân bà mát tớp ọt chư rương bà đẹp đà nông ai kà nà chư rương bà đẹp đà nông bà nát thà nẹ cùng bông tài bà mát nẹ sẽ xây nó cùng bông tài bà mát đài nàng sẽ thả bà mân bà mát cùng chư nữa thà nẹ đã sẽ xây nó cùng bông tài bà mát bạn là mình bảo mạng đang thò đây cứ bảo mạng đang tổ anh ấy có mình khó ấy bảo mạng đấy bởi thầm chưa thấy cùng chê cùng phải cho cùng bảo mạng mượn nghề ấy vì mình khó ấy biện năng nâng à
ព្រោះប្រមាថកន្លែងនេះគឺប្រមាថមើលងាយប្រមាថធមមើលងាយហ្នឹងហើយប៉ុន្តែតោះតាអ្នកកំពុងតែហាមគេកុំឲ្យប្រមាថហ្នឹងខ្លួនឯងប្រមាថតែមិនប្រមាថនឹងធទេគឺប្រមាថនឹងតោគឺអត់មានសតិយល់ដឹងសភាវៈពិតទេព្រោះព្រួយបារម្ភខ្លាចអញ្ចេះអញ្ចោះជឿដែរហ្នឹងបានផ្សាយហ្នឹងហ្នឹងហើយយករូបពុទ្ធដាក់ខមមិនមួយមានសេរីសួស្តីកំពុងប្រមាថនងឯងចង់បានឡាយចង់បានខមមិនទីមួយកំពុងបថោកពុទ្ធណែពុទ្ធយើងនឹងថោកដោយសារតសាវៈនោះអ្នកលើកនឹងដែលខ្ញុំណាក៏បងជ្រះថ្លានឹងរូបប្រពុទ្ធនៃគេបង្ហោះហ្នឹងបងជ្រះថ្លាដល់ឃើញពាក្យហ្នឹងមកដូចដូចជាចង់ឲ្យយើងនឹងដាក់ឡាយជ្រះទៅដាក់បេះដូងរៀងស្ទះទៅវិញដូចនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងអីបារមីអីចូលចុះឡើងចុះឡើងប៉ុន្តែយករូបប្រពុទ្ធទៅដាក់ហ្នឹងនឹងដល់ចឹងដល់ពេលក្មេងជំនាន់ក្រោយមើលមកច្រឡំអស់លីងហ្នឹងក្មេងដែលយើងពិបាកបញ្យល់គាត់ហ្នឹងដូចស្អីដូចស្អីអញ្ចឹងត្រូវហើយពួកគាត់ពិបាក identify ហើយដូចកិច្ចបដិបត្តិប្រចាំថ្ងៃដែលបងលើកឡើងហ្នឹងវាពិបាកពិបាកប៉ិនមេគេប្រពុតព្រះអង្គមានវិធីស្រួលតែអត់បខំវាលែងបាតែយល់develop understanding little by little តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងជាថែមកតុយកណាហើយដូចជាវន្តិមិចេតយ៉ាងអីចឹងណាតាមសកលធម៌គុំព្រះតាមពិតវន្តិមិចេតយ៉ាងនឹងមានក្នុងអរគថាពាក្យរបស់ពុទ្ធឃោសាចារប៉ុន្តែពាក្យរបស់លោកអត់មានសមទេហើយខាងក្រោយទៅសមខ្មែរយើងនឹងដល់អ្នកប្រែបកប្រែដល់ប្រែទៅថែមបង្អែមមកយាយយាយនឹងបណ្ដោះបណ្ដោះមនុស្សជំនាន់ក្រោយហ្នឹងឲ្យយល់តែខុសចឹងរហូតត្រូវហើយចឹងបានកន្លែងហ្នឹងក៏មានអ្នកកពីនិយមវាយបោកមកអាត្មាខ្លាំងដែរអាត្មាថាសូត្រធោសូត្រសូត្រខុសមកកណោហើយអាត្មាប្រាប់ទៀតឲ្យគេលោកកពីហ្នឹងអាហ្នឹងមានគេអាត្មាមានថាมันមានឯណាបាលីហ្នឹងមានប៉ិនអាត្មានិយាយថាប្រែកតុយនេះប្រឡប់ឡើងយាយឡប់អស់ហើយហ្នឹងលំឡប់ថាគាត់អាងថាអានឹងក្នុងកហិះឃើញទេគាត់អានឹងក្នុងសភោធោណាឥឡូវយើងមើលយើងប្រែធម្មនេះយល់មែនវន្តិមិចេតយ៉ាងសពាំងសពដ្ឋានេសុបតតេតាំងសារីរកធិតមហាពោធិងពុទ្ធរូបាំងសកលាំងសតាសកលាំងសតាមានន័យថាគ្រប់កាលមានន័យថានមស្ការគោរពនឹងគ្រប់ពេលយល់មែនខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះបរមម្ចាស់ដីព្រមទាំងព្រះសារីរកធិធនៃព្រះពុទ្ធនិងព្រះពុទ្ធនិងមហាពោធិព្រឹកដែលគូនឹកគូលំអត់លំអោនចិត្តបរិស័ទលើកំបាំងអញ្ជលីនិងព្រះពុទ្ធរូបតំណាងអង្គព្រះមុនីដែលស្ថិតនៅគ្រប់ទីឋាននានានោះទាំងអស់ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុណ្្នឹងអត់ខុសទេសេចក្តីប្រែកាបល្អទៀតហើយនៃ full ពេញប៉ិនអាពីតពីនឹងមកហ្នឹងដោយដៃជិះហ្នឹងគូយកគុណសម្បត្តិអាហ្នឹងបន្ថែមសុទ្ធហ្មងហេតុម៉េចគាត់និយាយឲ្យដឹងថាអាណាពាក្យរបស់ពុទ្ធឃោសាចារលោកមិនដែលបរៀនយកឲ្យភ្លើទេអត់ទេតែប៉ុណ្្នឹងពូវត្ថុ5ហ្នឹងគឺជាវត្ថុដែលគេជ្រះថ្លាគេគោរពបានលោកចងក្រងអញ្ចឹងហើយក៏មិនពាក្យព្រះដែរហ្នឹងញាតិញោមឲ្យតែលឺថាបល័យបល័យពាក្យព្រះហើយនឹងដូចមេហេតិបៈធុបាឯនេះតែងណៃណាច់ជូនណាស់នឹងដល់ពេលហ្នឹងមកទាគុណសម្បត្តិអត់ថ្វាយគុំមិនតន់ដឹងអីមកណាតន់ដឹងជ្រះថ្លាឬក៏មិនជ្រះថ្លាមិនខ្មិចដល់ពេលអញ្ចឹងអ្នកអាបន្ថែមសុតអាកុហកយាយសុតហ្នឹងប្រាប់តែគេកុហកគាត់មិនជឿក៏ទឿអ្នកកុហកអាអ្នកនិយាយថងនេះគាត់ជឿអាកន្លែងកុហកកន្លែងបន្លំយាយឲ្យយាយសប្បាយចិត្តនឹងត្រឹមថាដោយដៃជះនៃគុណព្រះមានបុណ្យរសើរខ្ពស់ដែលតែងតែរំលោះរំដោះទុក្ខភ័យអន្តរាយចិត្តថា
ព្រះឯណាក៏មកដោះទុកឯងដោះខ្លួនឯងឃើញឃើញពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងកុហកទាំងអស់កុហកទាំងអស់និយាយប្រាប់ត្រង់ក៏អត់ជឿក៏អញ្ចឹងវាបៀលក្នុងក្បាលគាត់តាំងពីក្មេងមកតាំងពីក្មេងមកហើយយើងហ៊ានថាហ្នឹងខុសយើងអ្នកខុសហ៎ឥឡូវទៅអញ្ជើញគ្រូបាលីណាមកបើប្រែចេញអាហ្នឹងទៅយកគ្រូបាលីណាមកណាបន្ថែមគេណាដែលតែងតែរំលោះរំដោះទុកភ័យអន្តរាយសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខខ្ទាស់ជាមួយព្រះអង្គភ្លាមហ្នឹងសូមទៀតហ៎ឃើញទេបួងសួងទៀតហ៎សូមឲ្យខ្ញុំបានសុខឃ្លាតចាក់ទុកផងទាំងឡាយពពុទ្ធបរិញ្ញថាសុខវេទនាកើតឡើងក៏កំណត់ដឹងថាវាជាសុខវេទនាទុកកើតឡើងក៏កំណត់ដឹងថាត្រឹមតែជាវេទនាមានឲ្យយើងសុំសុខស្អីឃើញទេឃើញខ្ទាស់មួយព្រះអង្គរហូតទេហើយទៅរត់ថយណាឃើញបើអ្ហ៎និយាយអត់ព្រាមនឹងនឹងហ្នឹងហើយសុំបានហើយឃើញដល់ពេលយើងសុំពីព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅដល់យូយូយូមានអ្នកណាគេបំផុសថាអូមានអ្នកចេញពីភ្នំនេះណានេះគាត់ទៅជឿហ្នឹងมันខ្វះឯអ្នកប្រតិកម្មអីក៏ល្ងងយ៉ាងនេះជាថាណាថាទេយើងអ្នកនាំគាត់ល្ងងវត្តយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទាំងអាត្មាពីមុនហ្នឹងហ្នឹងហើយអាសុំឲ្យគាត់បន់ចេះបន់ចុះផ្សែងគុំលោកទៅខណៈមកដល់ផ្សែងគុំលោកផ្សែងគុំលោកអើកូនបានសុកបានសេចក្តីចម្រើនអាហ្នឹងហើយនាំឲ្យគាត់ភ្លើតាំងពីហ្នឹងទៅប៉ុន្តែអ្នកខ្លះមកនិយាយចឹងទៅក៏ថាងបើមិនចឹងមិនទៅបើយើងបរៀនកូនថាកូនវប្បធម៌អ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាខ្មែរយើងជួបប្រសងគេផ្សែងគុំចឹងជាកិច្ចគួសមបើប៉ុណ្ណឹងអត់អីទេប៉ុណ្ណឹងអត់អីអត់បដោះទឹកថេទេហើយតើថាថ្វាយអង្គមលោកទៅបានសេចក្តីសុខអានឹងប្រដេះបដោះខូចមួយទៀតតើថ្វាយអត់បានសុខឈប់ស្វាយអញ្ចឹងបានថ្ងៃទៅផាកអីចឹងគេថាសន្តានាធោះចង់លេងលេងទៅអានឹងលបែងវិជាប្រៃមែនទេមិនបកើតទឹកថេទេសបាយក៏ពិតមែនលោភៈក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវាអត់បដោះទឹកថេខុសទេនឹងអវិច្ឆ្បាស់ចឹងដូចយាយវិសាខាឃើញគាត់សោតាថ្ងៃណាគាត់តែងខ្លួនគាត់តែងខ្លួនខ្ញងដូចកងោកចឹងនឹងគ្រប់ពណ៌ហើយសួរថានឹងកិលេសគិលេសប៉ុន្តែនាងដឹងច្បាស់ណាគាត់មិនទៅសុំសុកពីអាហ្នឹងគាត់តែងយកស្អាតហើយតែងទៅបានភ្លាមស្អាតមែនសបាយនឹងហើយសបាយរបស់គាត់នឹងហើយចឹងច្បាស់ចឹងកលេសណានោះអត់មាន pretend អត់មានអីទេបើអាត្មាវិញកលែងមានណដ្ឋិមេអីទៀតមិនចង់ឲ្យសូត្រទេព្រោះតសូត្រទៅកុហកព្រះរហូតអានឹងគេតែងថែមឬក៏បុគ្គលណាមួយដែលលោកជ្រះថ្លាលោកថាតែបើក្នុងបៃដកមានតែភកវីតតែប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយតែប៉ុណ្ណឹងឯងហ្នឹងហើយហើយត្រឹមមុននឹងតាំងស្វាខាតាអីបន្តិចហ្នឹងណាមានអាណត្តិចុងក្រោយហ្នឹងគេថែមទៀតថែមអាថែមញ៉ៃញ៉ៃហ្នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សឡប់អស់ហើយគណាគណាសូត្រឹងចឹងផងណាបៃដកមានតែពីរគុណមែនតែនតាអញ្ចឹងបាននៅក្នុងនោះហៅថាពុទ្ធគុណធម្មគុណសង្ឃគុណហើយបើយល់ពុទ្ធគុណធម្មគុណសង្ឃគុណហ្នឹងមិនដឹងទៅបន់មិនចេញទេបន់ចេញទេព្រោះបើគុណពុទ្ធវាជារឿងគុណធម៌របស់ព្រះអង្គតាគុណវធគឺជាប្រសិទ្ធភាពរបស់ធម៌នោះគុណប្រសងក៏វាជាគុណសម្បត្តិរបស់អ្នកដែលបដិបត្តិត្រូវនោះដែរវាមានឯពាក្យប៉ុនមួយយើងបើយើងជ្រះថ្លាក៏កើតកុសលធនៈអនុមោទនាទៅប៉ុណ្ណឹងហើយដល់ពេលថែមុខថែមក្រោយច្រើនពេកចឹងទៅប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះយើងវាពិបាកកាត់ដែរណាប៉ុន្តែជាកំពុងគិតថាយើងជាគិតថាវានាំទៅល្អប៉ុន្តែមែនតែនទៅថ្មលេងក្មេងក្មេងអីថ្មពីមុនជាចង់ឲ្យចេះនមស្ការអីច្រើនទៅប៉ុន្តែថាដូចមិនចាំបាច់ផងបានតែរបៀបបើសម័យពុទ្ធកាលព្រះអង្គដើរដើរនាំណាសូត្រធម៌បងចង់សុំមកព្រះអង្គកន្លែងនេះក្នុងដំណើរដល់ព្រះអង្គចង់ដឹងចង់ដឹងក៏សួរ
mình nâng ở trong đồng thà ta ở bởi chi chôn dương để căn và phục sát na nâng ở dùl thật thoại cùng bây đo nâng ban này thầm mệnh ọt nâng ọt tình chương hà sập nẹ ấy phong ọt mình nâng nà chả lời trời hay nhưng cần á số đo nẹ nâng vọt lực ta cha tiết nâng ở ban khoản là đồng thà và phục vật thoa và xong chẳng phân khoản là ạc tầm đấy nâng bởi xa bởi xa tuy ngay tiết đó ngày bị xa bố chia bằng trong sông phong ngày nâng chui và dù phục vô sắc ao dù ta ca thoai bằng cung và phục vật thoa và xong bây đo nâng miên ạc tầm đấy chứ rưu bài mạch chấn ông của là xạ xua tới từ tiền ông lời ắt ruột bài ruột đăng tại tại pịa ắt đăng thả ắt thành này chưa chơi bài mạch chấn á cái là ní lần sai sập mấy năm mình tâm một đăng mình thả ông cha thôi đó là ngày hay ắt đăng thì được phải cùng mọi cái đã bày đòn này đôi mình cố ấp đăng xong mơ tới hương chân hay lần về luôn tới tam mà dịa tầm loáp tam mà dịa bậc bên ấy cái mình phải vô đây cứ ôi ta phơi tam tôi lo hài tầm loáp nâng bậc bên ấy nâng năm group bôi chia xong dịch đây sốc á phía trên cái mình phải vô đây cứ ôi ta ban phơi tôi xóm phơi tôi trấu miên lục biếp thoát từ lò mới anh đang ở chỗ chị bà kia khi mình bị vô thì nè miêu rương cho nó đã ở bị vô xong bây giờ bị thi bon không mỏi miền nào đã bị vô cả đắng mình nữa ta chích slap thầu đạp vào lòng xưa tham mấy bạn đạp tụi bây mình nữa chưa tham mấy chưa tới cái ở khoa phần sùng khan nội đạp chích slap cái ở đạp đầy mấy mình nữa là hốt đo phiêu tháp bầm bản thời chẳng bị ở cao chẳng cái này cái bằng cao tôi chưa bật pin đi chưa tùm lọp hết no reason và nhà hai môi cốt ba mình phơi cứ khọc không bật pin đấy ba mình phơi cứ khọc hay nè vận tải su thà ta nẹt na đại phơi tam rồi bịp to cái này tra đang sẽ chạm thô mới ở đây bạch tập lâu tra đắng ấy nẹp prai không lột nè đại nẹp prai nam mùi thôi tam cái này Einstein cái đó có discover mùi say mùi ấy Stephen Hawking có thở rộ một hơi nhảy mùi đây đây vừa copy kế tại sao mùi bạc thầm chuyện đại kê rô mình khơi hay khơi mà ngày hào nẹp prai mình chỉ mình đào tam cái này bởi tôi chết đá tám có trâu miên bởi lưu bánh nhá khởi thả năng trâu rưu khó đấy chứ được luôn này này vấn đề nó không bởi bí ní biết thay bởi bí ní mà mình dễ tạc mai dễ bí ní ấy cái này ngày muốn mà khởi Việt Nam đột lương mập nụ chung nọp nha lột tròn nâng bóng phổn Việt Nam dễ nó có phơ chăng đá nâng phùa tịch thế ở miền phía xa ở miền chôn chết đấy cá không nè ná vô khó không nè nè nâng à lâu kịch bình đẳng cho tham gia trâu tài luôn cầu sỏi nè chẳng bình đẳng cho và bản ta tự tiết cả sĩ co chi đán xôm cổ rụp chùm riệp xua lục rưu bì dùm ngái nhóm chong oi lục rưu bọ sái nơi kia tha mùi cần lãnh tay cần lòng móc lục rưu bọ sái nơi chia xong bản toàn chọp rưu nhóm trụ chất nâng bì chà ràng nơi kia tha nô nè hê nụ bần đu bà mang rù băng về tình yêu bộ lô bà mà nơi miên tự tiết
សូមលោកគ្រូមេត្តាជួយបកស្រាយម្ដងមួយឧបមាម្ដងមួយឲ្យចប់ដោយក្តីអនុគ្រោះផងបាទបាទអរគុណកសិករជីដែននឹងស្ដាប់យកចិត្តទុកដាក់ហើយមិនមានសំណួរបែបហ្នឹងខ្ញុំអនុមោទនាមែនទែនអឺគាថានឹងគឺព្រះអង្គប្រៀបធៀបខណ្ឌទាំង5ហ្នឹងយើងដឹងហើយពាក្យបញ្ញខណ្ឌបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងហ្នឹងបញ្ញខណ្ឌគឺខណ្ឌ5នៅក្នុងជីវិតយើងហ្នឹងនៅក្នុងគម្ពីរបុគ្គលបញ្ញត្តិបុគ្គលបញ្ញត្តិហ្នឹងអឺបើចែកដោយខណ្ឌកត្តាវតាខណ្ឌធានឹងខណ្ឌថាបញ្ញតិបើចែកដោយខណ្ឌមានប្រមាណហើយព្រះអង្គឆ្លើយដោយព្រះអង្គឯងថាបញ្ចខណ្ឌធារូបខណ្ឌធោវេទនាខណ្ឌធាសញ្ញាខណ្ឌធាសង្ខារខណ្ឌធោខណ្ឌធាវិញ្ញាណខណ្ឌធោមិនណាធោណាធាខ្ញុំច្រឡំនៅក្នុងជីវិតយើងហ្នឹងរូបរាងកាយចិត្តវិញ្ញាណបើចែកជាខណ្ឌមាន5គឺរូបខណ្ឌវេទនាខណ្ឌសញ្ញាខណ្ឌសង្ខារខណ្ឌវិញ្ញាណខណ្ឌចឹងដល់នៅក្នុងគាថានេះព្រះអង្គក្នុងសម្ដែងក្នុងបសុតអមេញខ្ញុំលើកមិញព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងអភិធម្មក្នុងអភិធម្មនៅក្នុងបុគ្គលបញ្ញត្តិចែកជាខណ្ឌមាន5ហ្នឹងប៉ុន្តែដល់នៅក្នុងបសោតនេះជាគាថាព្រះអង្គអត់មានរាប់ថាអូខណ្ឌមានប្រមាណអីទីទេគឺសំដែងសម្រាប់អ្នកយល់ថាខណ្ឌវាមានប្រមាណរួចហើយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគាថានឹងសំដែងប្រាប់អ្នកដែលយល់ថាខណ្ឌមានស្អីខ្លះរួចហើយព្រះអង្គគ្រាន់តែយកមកប្រៀបធៀបអញ្ចឹងប្រៀបធៀបរូបខណ្ឌភេនុបណ្ឌូប្រមាណរូបੰងរូបੰងកន្លែងហ្នឹងគឺរូបខណ្ឌអញ្ចឹងມັນពាក្យបលីមានពេលខ្លះលោកមិនចាំបាច់ប្រើពាក្យដោះល្អថារូបខណ្ឌធោអញ្ចឹងទេនឹងវេទនាមានពេលខ្លះលោកប្រើពាក្យតែប៉ុណ្្នឹងឃើញទេវេទនាបពលោប្រមាមាយុបមញ្ញវិញ្ញាណទេសតាតេជពុននេះអមើភេនុបណ្ឌូប្រមាណរូបੰងវេទនាបពលោប្រមាសញ្ញាមរៃចេណាមរៃចេមួយទៀតឃើញនៅពេលហ្នឹងអញ្ចឹងតែខ្ញុំលើអ្នកនិយាយធោខ្លះពេលហៅខណ្ឌ5ត្រឹមតែរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណប៉ុណ្្នឹងក៏គាត់ប្រកាន់ត្រឡប់តោតតោងថានិយាយមិនត្រូវដែរកន្លែងហ្នឹងព្រះអង្គមានប្រើពាក្យរូបខណ្ឌវេទនាខណ្ឌប៉ុណ្្នឹងគេយល់គ្នាហើយឃើញនេះភេនុបិណ្ឌូប្រមាណរូបੰងជារូបੰងកន្លែងហ្នឹងមានន័យថាម៉េចរូបੰងកន្លែងហ្នឹងគឺរូបខណ្ឌអញ្ចឹងរូបੰងកន្លែងហ្នឹងគឺរូបខណ្ឌវេទនាបពលោប្រមារីឯវេទនាប្រៀបដូចជាដើមចេកវេទនាអាចនិយាយជាវេទនាចេតសិកក៏បានវេទនា3ក៏បានប៉ុន្តែកន្លែងនេះគេមិនសំដៅទៅដល់រឿងសោយអារម្មណ៍មិនសោយអារម្មណ៍អីទេគឺនិយាយពីខណ្ឌវេទនាហ្នឹងគឺវេទនាខណ្ឌបានជាប្រៀបធៀបអញ្ចឹងដើម្បីអីដើម្បីដកនៅឆន្ទរាគៈឥឡូវខ្ញុំប្រៀបម្ដងមួយម្ដងមួយឲ្យណាតាមម្ចាស់សំណួរដែលចង់បានរូបមានសេចក្តីប្រៀបធៀបនឹងដុំនៃពពុះទឹកដុំពពុះទឹកហ្នឹងចេះឧទាហរណ៍ថាពេលទឹកហូរធ្លាក់ចុះខ្លាំងអញ្ចឹងទៅភ្លៀងខ្លាំងឬក៏ហូរចុះខ្លាំងទៅវាកជាពពុះហើយពពុះហ្នឹងវាដណ្ដែតនៅលើទឹករយៈពេលយូររាប់ម៉ោងក៏មានដែររាប់ថ្ងៃក៏មានដែរខ្ញុំចាំបានកាលពីផ្លូវកាត់បឹងទំពុនពពុះទឹកធំធំហោះមកកាត់ផ្លូវអូក្លិនដល់ហើយកាលនោះដូចពពកអញ្ចឹងហោះមកពេលខ្យល់វាគួចមកអញ្ចឹងឥឡូវដឹងនៅមានអត់ទេនៅទឹកវាហូរច្រោះយូរយូរវាប៉ោងខ្សុលអញ្ចឹងទៅហើយវានៅដែតលើទឹកអញ្ចឹងអាមិនបានព្រះអង្គប្រៀបធៀបថារូបរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងរូបខណ្ឌហ្នឹងប្រៀបដូចជាដុំនៃពពុះទឹកហ្នឹងក្នុងន័យថាមើល
khơi rụp riêng định mền mền chẳng ấy này nâng là bạc ban định mền mền định mỏm tôm vấn tay trong mình phát về mạch việc bài phân ngọt bàn tại dân khuôn anh phân khuôn anh phân rụp nó phân ngọt bàn này vì chắc tư trâu chư trâu cổ thân nạ trâu cho ra cho trâu xây xây bài bước vào phụ thực hai dân từng ọc này để cạn máu đến nơi không xong xa rồi vọt vọt đạn này tục nữa ấy lộ bà mà thà dướng của phụng tài hai là khăn nông tử lệ khăn nông xâm một rồi có băng đỏ thùm chẳng tứ dương anh mình ấy tàu ông tì hai dương khơi của phụng tực nâng á khơi gần đai màu chẳng tức dương tư sổ ba chập vỉa xe ra sổ ba chập vỉa đầm bay bán chỉ tì băng khai lô về ruột bị cà luồng tực nâng á nè bánh sổ ba bác thức bạch sổ ba bác thức bạch bà tự bạch phân ngọt bàn, mươn rụp riêng xuân than con này phân ngọt bàn tê ai bảo ông bạp than nè rụp riêng cài dương nâng đừng có phụ tự nâng chẳng phân ngọt bàn tê ta khuôn viên nó phân khuôn viên bàn phong vì mà thằng ngày tôi mà thằng ngày chắc tự trông tích bạch bà đây thấy nhé cầm ôi dừng vên dù mươi nâng rụp riêng cài nâng rụp riêng cài dương mòm tuôm nâng sạch đông khăn vào bàn nè chân bàn chưa bị khổ xong nâng có bảo ông ôi chân đầm bay ở cao bà rê xa miên nè đôi nè bật đào đôi nè sạch không biết tê nè sạch đầm bodybuilder ấy là dụ clay clay mà gần nô nghe nhé đầm bay cùng ôi dương sử văng dùm môi nâng rụp nâng cùng chưa được cơ tố anh mình chư tê anh sốc cập hiếp là ô mên tê đó ngay bay phô mà lâu ấy đạch cho mặt nó hầm spin như lâu ấy bay đôi và phụ tực nâng chân nở tê khôi rụp riêng được mỏm tôm ở đây đồ chân nâng tìm mùi nhé à nâng bọn priếp ở nam ở khơi môn mình chân ấy bàn priếp chỉ mùi nâng và phụ tực nâng về tình này cả tình lưu bà mà rì ở về tình này khăn nè đôi đàm chê thấy đàm chê nâng đàm chê cầm mông đàm chê cầm mông á đàm chê cầm mông nâng cứ đàm chê vì mình toàn chinh thì dồn đàm về thông là o là mồm hái hay vì mình toàn chinh thì dồn với chẳng vì mình sợ tốt bảo với bởi dân bỏ á bởi dân bỏ mà sợ tốt tới ốc chung cho lòng xong tốt về tình này nít đôi cổ pinh tức đầy phong lang bụi chung cho lòng xong tốt chia sẻ về tình này bốc bù lô bà mà ngày nay thế bọn tại mình hiện còn xu nhom pi bubble ấy kia đấy sấy cái bubble popu từ điên kia nâng pịa và lấy thả popular nâng bubble ra popu đấy kia cái ping gần to dân đặc hơn nhà ạc là anh châm trái của mình ấy, anh châm trái khi mình thơ ôi miền cho lăng chinh là bị ôi miền oxygen ấy, hay bộ phù bởi lăng prui ăn châm trái tụi để kê đã tạm tệ hãy nâng á rồi còn mình được hai tức mới không dùng một ấy khinh bộ phù tức vật chinh á nâng ghiêng hào cập bình tức á nâng prui tờ lờ chứ bộ phù hẳn đại bì lờ mình tên tờ rồi còn nơi tam sọc sài ấy nơi pel để tức dừng bom tức và châu sài chẳng nó đầy việc bà hòn dừng tức cho về nó khẳng nóng ấy bị bong prui dừng đâm tức nâng cái pin tức nâng vì bong lòng prui mà đo lớp bài mà đo lớp bài prui bà to khné mà nhầm hay mình vui anh đang lươn này mấy bạn là bong prui mới cái pin tức đã lươn chẳng học bị bập bùn tật ai nó yếu đại nó lơ tật nó mà ngày nó nâng cơ miền này bị bài tâm nó tịnh bị pro rub đen cái bị ai nó yếu chân chạm nó tịnh nó tích ban về bài rồi tại cái pin tật mới tao prui đôi giờ đam tật vẫn phui màu chẳng run màu nó à run màu bài nó hai cái pin tật thay về tình này feeling hay là feeling nâng feeling miền đôi chia sờ bay cả tốt rồi có thò mà đa nữa
ឃើញវាផ្លាស់ប្ដូរគ្នាយ៉ាងលឿនរហ័សទេ mood mood របស់យើងអា feeling របស់យើងហ្នឹងណាសបាយក៏មកខ្ញាក់មកខ្ញាក់ទៅមានរឿងត្រូវចិត្តហ្នឹងក៏សើចខ្ញាក់ខ្ញាក់ចឹងទៅស្រើចសបាយសបាយចឹងទៅក៏ទុកនោះក៏មួមងប្រែទុកមុខភ្លាមភ្លាមទៅឃើញទេតែវាអត់ last long ទេមែនទែនទៅគឺថាវាតែមកខ្ញាក់មកខ្ញាក់ឯងប៉ុន្តែដល់បច្ច័យវាចេះមកបន្តទៀតដូចកពេញទឹកចឹងតាមពិតបើកពេញទឹកមួយតែភុចភុចភុចភុចតែភុចភុចភុចភុចប៉ុន្តែបើវាមានបច្ច័យរបស់វាទៀតនៅតែពុះចឹងអត់ប្លត់ភ្លើងនៅតែពុះភុចភុចភុចភុចភុចភុចភុចភុចមករហូតចឹងដូចយើងកើតទុកចឹងណាយើងថាងទុកនឹងដូចអត់លត់ចឹងដូចនៅយូរចឹងរហូតដល់យើងទ្រាំមិនបានយើងចង់សន្លប់ខ្លួនអីចឹងទៅតែពិតគ្មានវេទនាណាគ្មានការសោយសោកសោយទុកណាវាតែវាមានស្ថិរភាពយូរបានមួយនាទីទេអត់មានទេហ្នឹងហើយអត់មានទេប៉ុន្តែដោយសារការសម្គាល់ខុសទេបាននាំឲ្យយើងបៀមទុកបានយូររហូតដល់ស្គមរីងរៃអីចឹងទៅទុកក្តោបថាទុកអីទុកម៉ែប្រៀបរហូតដល់ប្រៀបមួយគេមួយឯងទៀតបន្តទៀតព្រះអង្គថាអាវេទនា feeling អាសុខក្តោបទុកក្តោបហ្នឹងវាតែមកព្រួយមកព្រួយទេអញ្ចឹងបានដោយយើងសិក្សាបំបែករូបធាតុនាមធាតុទៅយកសតិប្រធានយកបបដិបត្តិក្នុងជីវិតមនុស្សអត់កើតទុកច្រើនទេទុកទុកទៅកាក់កើតទៅរឿងវាកើតហើយដោះស្រាយតទៀតតទៅទៀតអត់រស់នៅមួយអតីតកាលទេឃើញទេហើយដល់ទៅសញ្ញាហ្នឹងមរិយចេសញ្ញាណាសញ្ញាប្រៀបដូចជាមរិយចេមរិយចេហ្នឹងប្រែថាថ្ងៃបណ្ដើកូនសញ្ញាគឺការចងចាំអីផ្សេងផ្សេងនឹងយើងស្ដាប់លោកបាំងសកលអីតែងតែលើលោកសូត្រអានឹងតាមពិតឲ្យយើងពិចារណាទេទាំងមែនតែនទៅអ្នកដែលពិចារណាមែនតែនគឺលោកអ្នកសូត្រនឹងឯងត្រូវពិចារណាជាងគេធម៌នឹងសម្រាប់លោកអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌តាប៉ុន្តែលោកយកមកសូត្រឲ្យយើងស្ដាប់ផងបានយើងពិចារណាផងទៅប៉ុន្តែអ្នកដែលពិចារណាមែនតែនគឺលោកសង្ឃគឺភិក្ខុសាមណេរដែលលោកយកទៅស្វាធ្យាយឬក៏យកទៅពិចារណាទេហើយយើងក៏បានមានសំណាងស្ដាប់ដែរអញ្ចឹងទៅហើយបើអាចពិចារណាបានអញ្ចឹងមហាកុសលវាកើតនៅពេលលោកសូត្រនឹងដែរទៅណាតែយើងគិតទៅរស់សេរីសួស្ដីអីផ្សេងអត់កើតបញ្ញាទេហើយអត់កើតបញ្ញាវាគ្មានសេរីសួស្ដីអីទេកើតតែមិឆាទិដ្ឋិហ្នឹងសញ្ញាខណ្ឌសង្ខារខ្ញុំនិយាយដូចច្រឡំដល់ហ្នឹងនេះសង្ខារមិនសញ្ញាណាម្ដងទៀតរូបខណ្ឌហ្នឹងប្រៀបដូចជាពពុះទឹកធំនឹងហើយវេទនាខណ្ឌប្រៀបដូចជាក្រពេញទឹកដែលប៉ោងឡើងព្រួយព្រួយហើយសង្ខារខណ្ឌណាសង្ខារាអេខ្ញុំវែងបន់អញ្ចឹងត្រូវសញ្ញាត្រូវសញ្ញាថ្ងៃនេះខ្ញុំបើកឡានខុសផងអីផងវែងបើកបច្ច្រាសផ្លូវសំនាងអត់ប្រលិះផាកមកពីអសូរស្រួលខ្លួនអសិស្រ័យបាទនេះខ្ញុំនិយាយច្រឡំចេះច្រឡំឡើងម្ដងទៀតប៉ុន្តែมันឃ្លាតឆ្ងាយប្រហែលនេះម្ដងទៀតរូបមានសេចក្តីប្រៀបធៀបនឹងដុំនៃពពុះទឹកវេទនាមានសេចក្តីប្រៀបធៀបនឹងកពេញទឹកដែលប៉ោងឡើងព្រួយព្រួយបាញ់មិញនឹងហើយសញ្ញាប្រៀបធៀបនឹងថ្ងៃបណ្ដាកូនត្រូវឲ្យมันខុសទេសញ្ញាគឺការចងចាំអីផ្សេងផ្សេងនឹងគឺប្រៀបដូចជាថ្ងៃបណ្ដាកូនសម្រាប់អ្នកក្រុងសម្រាប់អ្នកនៅទីផ្សារប្រហែលជាមិនសូវយល់ពាក្យថាថ្ងៃបណ្ដាកូនទេថ្ងៃមានមេមានកូនល្មិចប៉ុន្តែអានឹងស្រេចយើងប្រើនៅតាមជនបទឬក៏វាលមិនបាច់ទៅជនបទទេតាណាមានវាលហើយពេលថ្ងៃក្តៅមកយើងមើលទៅភូមិម្ខាងទៀតចឹងទៅពេលដែលក្តៅខ្លាំងអាប្រិញថ្ងៃឬក៏ប្រិញថ្ងៃឬអារលកយើងមើលដូចរលកអញ្ចឹងវាបោលយើងព្រិចអាហ្នឹងហៅថាថ្ងៃបដាកូនឬក៏ព្រេងថ្ងៃហ្នឹងព្រះអង្គថាសញ្ញាហ្នឹងវាមានមែនប៉ុន្តែមានដូចជាថ្ងៃបដាកូននេះអត់ពិតទេអត់មែនតែនទេយើងចាំថាយើងជាអីយើងដូចខ្ញុំចាំតែពីមុនខ្ញុំជាលោកសង្ឃអញ្ចឹងណាចាំអញ្ចឹងណាវាមានតែអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែវាអត់មានទៀតទេហ្នឹងហើយឥឡូវចាំថាខ្លួនឯងឈ្មោះសានសុជាអីចឹងទៅថាមានអាការចងចាំបែបហ្នឹងមានប៉ុន្តែមែនទេទៅវាអត់មានទេឧទាហរណ៍ដូចលោកមានដឹងខ្លួនឯងឈ្មោះស្អីអត់ដឹងផងហ្នឹង
lâu khi chăm mật phẹt nếch mô nô bộ ca nào này nó thả miền ấy miền con thích đôi ọt miền miền đôi ọt miền đòi bỏ ông bởi tha dành nha bực bình thường ấy nó cứ là bỏ miền đôi ọt miền chẳng mà riêng chân cứ như vậy chân vậy thả bật đôi mình bật đôi bật nữa đây xa ấy đây xa là bỏ nó miền mơ cái chữ ngãi miền tại đau tôi chết ọt miền này bình thường ngày nữa nghe được gặp thường ngày và đã cố dùng mơ bây giờ ngày tôi vừa cắt đầu khăn dùng tới trong mơ bây giờ ngày tôi khởi đau tôi chết ọt bây giờ ngày khởi đau tôi chết ọt chẳng bàn miền bị khọ mà ông lục liên vô bậc cam mà tham xem xem bây giờ nè bây giờ mà sản phụ đấy lục vô từ bị cha na được nông bảy nông ọ rọc chân em đào tài mình ai miền bình lư rưu cột hà miền phê bà đi chùm rán phơi chật bỏ lột bàn mình ai chùm ra cho ai bàn chẳng tức lô cô kết thắng chẳng tà lọc tà rô bóng đầm bay riêng dô bì bóng bằng thaym tiết khảy lô miền cử lư nà tiết đầm bay bàn bà thaym mốc bà để bà tốc vị chạp rồi chẳng về được lột bào màu chẳng tức lột cung krom đam chơ xùm ra hay lột mô tù chẳng ngài đồ mô tù chẳng ngài đức hơn khơi nhà bình thế ngay này, khơi những tập về lục đào từ tiết về ọt, hoặc phù muối chính thức khơi bị chẳng ngay chẳng tiệt á, ọt tiệt, luôn coi cha nào mà cứ thứ cột giang con đồng lộn đấy miếng đôi ọt mền à, miếng bạt miếng bạt lục khơi thô tầng lái để cạo hay là lột, cạo hay là lột, cạo hay là lột bạt, cạo hay là lột bạt, ban chia bật tọt than này bật cam mặt than, hà tham ở đây chạy cam mặt than, lục dọa thằng ngay nữa, thằng ngay bật đào cốn nữa. Đại miên hơi bạch miên hơi bạch miên hơi bạch tự vinh nữa nghe vô thằng ngay chị ở tìa hó bọn tay một khơi sập hiệu vẹn tầng lai nó không luôn bỏ lộn nó thầm miên hơi bạch đôi khỉa miên hơi bạch đôi khỉa miên hơi bạch đôi khỉa đời chân tới việc đó nó chăn tờ rìa kẹt nó không riêng cài nó không chật vì nhiên nó không ấy nó lúc tầng oh, chốt bạc cắn bên nó sẽ lạ nập bị tiền nhiên cả lắng lúc xâm rạch bè rõn bên nắng á đời lúc bị cha rồi nãy nơi mẹ đấy chạy cam mặt hàn chẳng bận tha cam mặt hàn sai sập nó ngẩn đang việc chưa cẩm nót để kịp đăng tu tư còn thấy mình miên tập phần này sấy của ai chạy ở rắm đây bậc cam mặt hàn bàn đấy oi tay về nhà cao ấy mẹ đấy chạy cam mặt hàn miên rọp châu nó còn cam mặt hàn sai sập nè nên vẫn là sầm khán mà nô miên từ nhá có ai vô ở đang mau chạy ở rắm hay một chút bằng trắng nơi rùa thôi nên mà thốt để cao rồi luận đi bàn đài nên chẳng xỉn nhà riêng trong trăm thời dương miền trọp bần nà miền lùi bần nà miền nè miền nô ấy việc con ta chỉ ca trong trăm bần năng nghe hay ta bây giờ lột tập bát đã có bát đai bị miền là bỏ năng miền tên tề chẳng bằng khi nhóm ở từ nursing home từ chụp cha cha có phê gió dementia đó phê gió tới côn xung ấy ọt chạm thế nhưng bị bát ở xỉn nhà nó bị bát đâu tết này nè tết tết anh đang hỏi tao về đường xe nhá bác khiêm sùng quê mấy thằng ơi miền ấy on ấy đây nè bạch ta xỉn nhà bạch slap thế bạch ta xỉn nhà nó mới chọc vào đói lên miền ấy ở linh đúng không hai đầu tư tị buồn sang kha ra cả từ lưu bờ mà cái này nè bạn từ bình sang kha là khăn nữa sang kha tàng lái con kha tàng lái không tin nó cứ mình vô sang kha là thua tàng lái xe thì để bởi sang kha là thua tàng lái khăn tàng lái nó chỉ sang kha là thua tàng on nè vấn đề lô para biệt là sang kha tiếng lái nó cứ sang kha là khăn lại nè sang kha là khăn nó cứ ban đó chế tự sắc hà sắp để soi pv từ nơi sinh nhà mình nè riệp đôi chị đam chế cầm mồm đam chế và nó không thô số lô mà anh đã cầm mồm về anh được tha lô bị chế thật đam chế những đam chế cầm mồm thế đó ban giờ lô bị chế thật đam chế cầm mồm nó cứ đam chế đây mình toàn chinh stone với và đồ ply á, à, đong ply thông với stone mà stone phía stone chênh tại cả nào về chênh stone máu về miền á, à, đồng môi bọc bánh năng rừng nó khẳng khăn nồng chẳng lô ọt priếp chì môi năng đàm chênh để chênh ply đấy cứ priếp đôi chì đàm chênh mấy bạn priếp năng đàm chênh cầm mống vì bố đàm chênh cầm mống bởi dương hai sợ tổ về mà chọn hai mà chọn tiết mà chọn hai mà chọn tiết mà chọn hai mà chọn tiết á rồi khá lầm ọt miền ọt miền khá lầm này nothing nó bây giờ dừng hai trên bị khné đôi chia sang kha là chia từ sắc tàng lai nâng miền hạ sạ miền chia từ na ekakata chi bị tân tri rồi hô tô ác sau là chia từ sắc cả đói sau và nã chia từ sắc cả đói nâng ấy nó bây giờ dừng nhẹ mui đặt bị khné tới
cứ đô chỉ sợ tốp chế cầm mồm nâng cứ thả vì ọt mình khlâm ấy tê chân chlát bẩn chlát khlăng bẩn khlăng bà cài mình bà cài dây ọt tê tần tích tâu vì ọt hai trong bà chọp nâng lê xó lô đôi khá nê hai rô khlâm nâng 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 vì ọt miền giờ rộp mô cầm ọt dương vùng vên tập bẩn nâng bà dương phá cung khá nê prao của prao tớ đám chế nâng ngô vì thả ở vì cung khá nê mô vì prao cao chân tất nè tại bờ hai chênh mô cứ mà sợ tọp nâng miền ấy đài miền khlâm tê ọt miền tê đầm bây cầm ọt dương miền ẩm nuột rương dương chlát chuyển kê dương bạc cài chuyển kê ấy rương ấy nâng thêm bất vừa ọt miền khlâm ấy tê ọt tê hồi trong cao ấy huynh nhiên miền sạch đầy bệnh thiếp nâng cao lại mì dìa nâng cao lại mì dìa huynh nhiên miền sạch đầy bệnh thiếp nâng cao lại mì dìa đôi chìa nông nông rương ấy ọt miền ấy đồng ọt vân tay tam ca đài huynh nhiên việc đăng rương á hay việc bốc và chỗ khá nêu việc bốc rương bốc rương ưu tiêu hóa đôi nà xua vì rương vì thay đài việc đăng rương chẳng á tam plâu phá nê chả chẳng máu huynh nhiên nâng viên mì dìa nà việc đôi chìa miên khu luôn viên xử mẹp đăng rương sọp khôp ấy chẳng á vân tam vân ọt tê luôn viên có cao rồi lột đài vân tay vì bình chú nâu sần đàn bằng to khá nêu ở đăng tha chỉ rương ní chỉ rương nục ưu tiêu hóa tha khơn phải xoay mùi chân hạ đô chỉ miên phải xoay chân á nè vẫn thiệt tích bình nhiên nâng vì miên process bảo vệ thì họ tha vài chân nãng kron ở riêu thì tu sân nạ cách kì cách bỏ chạy khẩu bình nhiên phơ kron ở tu sân nạ cách khơi tập bộ thì ạ khơi xoay để bộ rồi bỏ xoay nâng ảnh lúc bằng vì thay chất bà to mà tiết đăng rương bột chỗ kia cho lăng cung 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 ô xoay ô chân ảnh ô chù đời sao bình nhiên dương bình nhiên con mà dìa chẳng bằng dương chanh bọc với nó nè đợt tây bọc dương vì mình ai bọc mà chỉ vật mà nghe còn đây bình nhiên nó việc bọc dương cứ bọc mà xong xa rồi vật bọc mà chỉ vật bọc mọi đăng luôn ủ tế hò bọc dương ở dương sở văn nó không rương ai mua chân tư nó không thẳng nạ cứ mua hơi có thẳng nạ bôn xạ ấy chân ôi sở văn tự đào không nên mà chỉ vật chân tư ban là nâng bản anh ngọc bẩm ban đây anh mình sốc hốt đau từ vây thẹt kia chluột bờ cây tầm bay tầm đào mới xảy nó đời sao bình nhiên nó bị bốc ở cao chỉ rường ở cao chỉ độ bò nè chỉ ti pin chặt mình chỉ ti pin chặt tôi chỉ sọp tôi chưa sờ lành bình nào bình ấy đó tân thiên tân miên bò xây cua sọp bò xây cua sờ lành men tết bị ọt tê hay bình nhiên bị phơi tu là ti đành chăng bị bốc rương nè bị bốc rương luôn hay men đâu bình nhiên bò vật thật chứa đấy nè vì nhiên bỏ đây bố cố có bên đâu ta bọc chẳng này còn ta ở đây bố cố chỉ vì sao phải đào hắn lụt lên chảnh bọc hắn nâng bên đâu ta bọc bên đâu ta cung bên tay lụt lên chảnh bọc rồi toàn là ha kỳ lạc không chật bỏ lụt đại dương chưa vừa thôi chốn nên đâu ta chảnh bọc vì nhiên chẳng không có chảnh bọc vì nhiên này nhóm đài bác cả thật xong chảnh vì nhiên mà đoàn nâng chọc bằng nâng hai nhóm ô bà mẹ nâng riêng về tích của từ tha thị bài đen vật nạ ô tô mì nhóm xôm xúa muối lục rú ta cá đa lòng quý sẽ đạp lục tế sá bất kỳ bàn bôn từ chìa khói mên rử tế bà con tế sá đạp dô đôi mệnh bàn ạ nổ vọt mùi vinh tiết ta cá sang bôn của sol phòl đòl chìa khói đa rử ớt hói miên lệ khả nạ bạp nạ khả mên tên tơ vì say rồi bỏ dưỡng mình men chia vì sai đăng rương triệt mục triệt cào tề chẳng á vì sai bỏ dở á là chia bật thuật chuồn hai mình men áp hình như chặt nắng mình men chia vì sai kịch rương triệt mục triệt cào tề vì chia vì sai rồi bỏ nẹt ra đăng vì sai rồi bỏ nẹt bàn chiên chẳng hỡi bàn chia thua đại dương cọp bay ạ nó vọt nâng cứ thua đại dương phần bàn đôi clip mùi nhầm dây cũng họ ngày mình dẫn thả tớ môn nâng prea xa mà xa mô bà rẻ nó biên tớ nâng bà ông đâm
ឲ្យ សាវក ឬក៏ យើង ទាំង អស់ គ្នា នឹង យក អ្វី ជា ទី ពឹង ទី រលឹក ព្រះ អង្គ ឲ្យ យក ខ្លួន ឯង ជា ទី ពឹង ទី រលឹក ឲ្យ យក ធម៌ ជា ទី ពឹង ទី រលឹក ឲ្យ ធម៌ ដែល ទី ពឹង ទី រលឹក ហ្នឹង គឺ ធម៌ បច្ចុប្បន្ន ហ្នឹង មិន មែន ធម៌ ជាតិ មុខ ជាតិ ក្រោយ ទេ ដូច អំពី កាយ អំពី វេទនា អំពី ចិត្ត អំពី ធម៌ ដែល មក សំណុំ ខ្លួន យើង រាល់ ថ្ងៃ នឹង ទៀត ឲ្យ របស់ 4 ហ្នឹង កាយ វេទនា ចិត្ត ធម៌ ហ្នឹងមិនមែនកាយវេទនាចិត្តធម៌ម្សិលមិញទេមិនមែនវេទនាកាយចិត្តធម៌ស្អែកទេមិនមែនកាយវេទនាចិត្តធម៌ម៉ោងមុនទេមិនមែនកាយវេទនាចិត្តធម៌ម៉ោងក្រោយទេគឺកាយវេទនាចិត្តធម៌ឥឡូវនេះខណៈនេះណាដូចជាមើលចិត្តចឹងមិនមែនមើលចិត្តខណៈមួយម៉ោងមុនទេមិនមែនមើលចិត្តមួយម៉ោងទៀតទេវាមិនកើតអីយើងមិនដឹងទេគឺឲ្យមើលឥឡូវដល់វាកំពុងស្អីឲ្យដឹងថានឹងតែបើយើងមើលរូបផ្ដោតលើរូបឥឡូវនឹងមិនមែនបើកភ្នែកឥឡូវឃើញរូបម្សិលមិញទេហើយមិនមែនផ្ទៀងទៅជីឥឡូវឮសំឡេងមួយម៉ោងទៀតដែលវាមិនតាន់កើតនោះទេអញ្ចឹងធัวដែលជាទីពឹងទីរលឹករបស់យើងគឺធัวដែលកំពុងប្រកបជាក់ស្ដែងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមិនមែននៅក្នុងកាពីមិនមែននៅឯណាខុសពីជីវិតរបស់យើងគ្រាន់តែយើងត្រូវការសិក្សាគម្ពីរដីកាជារូបមន្តយកមកអនុវត្តអាហ្នឹងអនុវត្តធម៌ដែលកំពុងប្រកាសហ្នឹងគឺធម៌ដែលកើតពីបច្ច័យហ្នឹងហើយប៉ុន្តែការនេះវាមិនមែនឯងយល់ស្រួលទេនៅពេលដែលយល់ធម៌កើតពីបច្ច័យហើយរឿងជាតិមុខជាតិក្រោយយើងមិនបានទៅក៏វាមិនឆ្ងល់ទៀតដែរពីព្រោះយល់ពីបច្ច័យដូចគ្នានឹងគេអាចស្មានបានគឺធ្វើការព្យាករបានថាយន្តហោះដាក់សាំងប៉ុណ្ណឹងវាវិលប៉ុណ្ណឹងជុំវានឹងអាចហោះបានប្រមាណម៉ោងអញ្ចឹងប្រមាណម៉ោងទៀតអនាគតទេថាជាអនាគតប៉ុន្តែអនាគតនោះគេត្រូវឆ្នៃពីបច្ចុប្បន្នទៅវាអត់អាចហៅអនាគតមុនដែលមិនទាន់ធ្វើបច្ចុប្បន្នទេតែយើងធ្វើបុណ្យរាល់ថ្ងៃយើងស្ដាប់ធម៌ក្ដីយើងចូលបុណ្យក្ដីយើងគិតអនាគតមុនបច្ចុប្បន្នមានន័យថាគិតគោលដៅមុនចេញដំណើរឃើញទេកាលណាយើងគិតគោលដៅមុនចេញដំណើរយើងនឹងឆ្ងល់មួយជីវិតតើកន្លែងនឹងស្អីទៅណោះយើងនឹងឆ្ងល់មួយជីវិតតើអាជាតិក្រោយនឹងស្អីទៅណោះនឹងឆ្ងល់មួយជីវិតតើខ្ញុំអនាគតទៅយ៉ាងម៉េចទៅណោះវានឹងឆ្ងល់មួយជីវិតវាមិនចេះរួចពីឆ្ងល់ទេប៉ុន្តែបើផ្ដើមពីបច្ចុប្បន្នទៅអនាគតគ្រាន់តែជាគោលដៅតែរឿងដែលផ្ដោតសំខាន់គឺបច្ចុប្បន្នកំពុងធ្វើអីឃើញទេអាហ្នឹងជាផ្លូវដែលពុទ្ធបរិញ្ញអញ្ចឹងតែយើងវាប់មកកើតចិត្តណាណាអូនចេះមិនមានវិធីណាបដិបត្តិធ្វើបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមិនលើតាមរោងបុណ្យហ្នឹងពួជ័យមកព្រឹកទល់ល្ងាចហ្នឹងស្ដាប់មើលបើមិនជាតិក្រោយឬបើមិនរស់ស៊ីមានបានជាតិហ្នឹងទៅផ្លូវគោកឲ្យមានឡានទៅអាកាសយានឲ្យមានយន្តហោះឲ្យសារកន្លែងអត់បានតែមិនតន់ទៅផងណាសិតតែរឿងអផ្លាយអត់បានទៅតាមទឹកឲ្យមានអាអូបព្រោះស្រ័យឲ្យមានអត្រៈតัวទេថាឲ្យទៅជួនគេទៅឲ្យពួរដដែលគ្នាខ្លាំងធ្វើរោងចក្រនេះណាទៅមានអត្រៈតัวស្អីដូចអ្នកសួរខ្ញុំមិញថាចុះបើយល់ឲ្យមិនអនុវត្តអាហ្នឹងគាត់ទៅយល់តាមពាក្យហ្នឹងធូនេះមិនចាំបាច់យល់ឲ្យបានទៅអនុវត្តទេមែនទេអាយល់ឲ្យមិនអនុវត្តហ្នឹងមានន័យថាវាអត់យល់អញ្ចឹងណាចេះយល់ស្អីយល់គេថា1 2 3ចេះថា1 2 3ហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុង1 2 3ស្អីវាអត់ដឹងទេឬក៏លោកទេសនាថាសង្ខារតែធម៌ទាំងឡាយមិនទៀងយល់អត់យល់តាវាអត់ទៀងទេអាហ្នឹងប៉ុន្តែស្អីគេមិនទៀងយល់តែពាក្យអញ្ចឹងណាអាយល់ឲ្យមិនធ្វើហ្នឹងមានន័យថាយល់តែពាក្យវាអត់យល់សភាវៈអានេះប្រៀបដូចជាថាយើងកំពុងឃ្លានហើយស្ដាប់គេនិយាយថា
នៅក្នុងដងហ្នឹងមានទឹកយល់ទេយល់តាឬគេថាក្នុងដងវាមានទឹកប៉ុន្តែធ្វើម៉េចឲ្យបានទឹកផឹកវាអត់ដឹងគេថាពុះដែរមិនដឹងបានអីពុះគេថាយកបថៅគេថាយកបថៅទៅពុះប៉ុន្តែមិនដឹងបថៅនោះស្អីពុះនោះគឺដាក់វាឲ្យបែកប៉ុន្តែមិនដឹងដាក់ល្មិចវាចាំតែពាក្យអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាវាយល់ដល់ជម្រៅនៃការពោលនោះវាគ្មានចាំពីណាយល់សិនទៅធ្វើអាម៉េចទេមកពីអត់យល់នឹងហ្មងតែស្ដាប់គ្រាន់តែយល់ដាប់យល់តែមិនអនុវត្តអាគ្មានយល់ទេប្រសិនបើយល់វាជាបច្ច័យដល់គ្នាយល់ទេអញ្ចឹងបានលំដាប់ហ្នឹងវាបច្ច័យដល់គ្នាហ្មងមិនមែនមានអ្នកណាធ្វើឬមិនធ្វើទេហ្នឹងហើយមិនមែនអ្នកណាធ្វើឬមិនធ្វើទេឲ្យទៅវាកើតត្រូវវាជាបច្ច័យដល់គ្នាបរិយ័តជាបច្ច័យឲ្យកើតបដិបត្តិមិនមែនអ្នកណាចង់ធ្វើអ្នកណាមិនចង់ធ្វើទេហើយដល់បដិបត្តិត្រូវនឹងវាជាបច្ច័យឲ្យកើតការសម្រេចមគ្គផលឬក៏បដិវេទប៉ិនបរិបរិយ័តនឹងគឺបរិយ័តត្រូវសិក្សាត្រូវសិក្សាត្រូវវាជាបច្ច័យឲ្យប្រតិបត្តិត្រូវអត់មែនថាអ្នកណារៀនឲ្យអត់ប្រតិបត្តិអានឹងមកពីរៀននឹងវាអត់យល់ហើយឬក៏រៀននឹងវាអត់ត្រូវហ្នឹងហើយដូចយើងដឹងថាក្នុងបាយមានឆ្នាំងអញ្ចឹងដឹងថាឃ្លានហើយដឹងថាក្នុងបាយមានឆ្នាំងមានម្ហូបល្អដែរតែអត់ហូបល្មិចថាមកពីវាអត់ដឹងឮតែគេថាតែឲ្យច្បាស់ទេបើច្បាស់ហើយវាគ្មានពីណាឃ្លានហើយដឹងថាក្នុងនឹងមានបាយមានម្ហូបហើយមិនបើកហូបទេវាគ្មានទេតែមកពីដឹងថាទ្រឹស្ដីវាអត់ដឹងក្រណចាំទឹះដីថាក្នុងឆ្នាំងមានបាយក្នុងឆ្នាំងមានម្ហូបប៉ុន្តែវាមិនដឹងម្ហូបស្អីផងនឹងបាយស្អីបាយមិនដឹងស្អីហ្នឹងដូចសង្ខារធោសង្ខារធោមិនទៀងហ្នឹងមិនដឹងសង្ខារស្អីផងមិនទៀងហ្នឹងស្អីអើដឹងដែរថាអើតិចទៅវាចាស់តិចទៅប្រែប្រួលចេះចេះអាហ្នឹងមិនមែនដឹងធោហ្នឹងទេដឹងសង្ខារធោមិនទៀងវាទល់តែដឹងដល់សភាវៈដែលកំពុងកើតរលត់បន្តគ្នាយ៉ាងញឹកហ្នឹងហើយដេកក៏វាប្រែដែរហ្នឹងមិនបាច់ថាយើងឈប់ឡានក៏វាប្រែដែរគ្មានស្អីទុកបានហ្មងហ្នឹងហើយគឺវាកត់ក្រឹកក្រឹកក្រឹកក្រឹកក្រឹកលឿនជាងអាវិនាទីនឹងរាប់លានដងហ្នឹងដឹងថាជីវិតនេះកំពុងតែវិវត្តទៅរកសេចក្តីអន្តរាយហ្នឹងដឹងរបៀបដូចថាយើងនៅក្នុងឡានដែលកំពុងដាច់ចកោតដូចធ្លាក់ជ្រោះអញ្ចឹងហើយដឹងខ្លួនថាឡានកំពុងធ្លាក់ជ្រោះអញ្ចឹងហើយដឹងហើយធ្វើងើយដែរដឹងច្បាស់អញ្ចឹងហើយខ្លួនឯងនៅក្នុងឡានអញ្ចឹងដឹងរបៀបអញ្ចឹងដឹងហើយធ្វើងើយដែរព្រោះងើយវាអត់កើតទេវាមានតែលក់អត់ដឹងលក់នៅក្នុងដំណេកអវិជ្ជាវាអត់ដឹងណាមានតែអត់ដឹងទេដែលមិនប្រព្រឹត្តមិនប្រតិបត្តិតែបើដឹងវាគ្មានពីណាមិនប្រព្រឹត្តទេដឹងត្រូវចាដឹងហើយអាយល់ហើយមិនប្រតិបត្តិណាអានឹងចាំតពាកហ្នឹងតែបញ្ញាវាមានយល់ដល់សភាវៈដែលព្រះអង្គសំដែងយីណាឥឡូវដូចជាកាលដែលព្រះបរមពោធិសត្វព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងអតីតជាតិរបស់ព្រះពុទ្ធកើតជាចូលទេបាលមាណពហើយមានមិត្តសម្លាញ់គឺខតិកាស្មូនឆ្នាំងគាត់អ្នកធ្វើឆ្នាំងខតិកាស្មូនឆ្នាំងហ្នឹងគាត់ជាអរិយបុគ្គលទៀតប៉ុន្តែអរិយបុគ្គលព្រះអង្គបានដឹងទេណាពុទ្ធបានដឹងទេមុនពេលដែលគាត់យល់ច្បាស់នៅពធគាត់មានចង់ទៅជួបពុទ្ធទេអត់ទេ
ខតិកាស្មូនឆ្នាំងនឹងនាំគាត់ទៅនាំមិនក៏មិនទៅដែរមកទៅទៅព្រះអង្គនៅចិត្តបកើយមិននៅឆ្ងាយឯណាសម្លាញ់ស្មោះស្មើចិត្តសម្លាញ់ស្មោះស្មើចិត្តគេហៅសម្លាញ់ចិត្តមិត្តភក្តិហ្នឹងវាមិត្តភក្តិស្មោះស្មើចិត្តហៅមិនក៏មិនទៅដែរប៉ុន្តែរស់អបាយនាំទៅងូតទឹកនៅស្រះបោកខរណីនៅចិត្តវត្តពពុទ្ធកសបៈកាលហ្នឹងមិនមែនពពុទ្ធយើងទេពពុទ្ធមុនប៉ុន្តែចូលទៅបានហ្នឹងអតីតជាតិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងហ្នឹងអូមានអ្នកប្រាប់ថាលឺដាច់ច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំអាចជាមានបញ្ហាមែនអូមានអ្នកថាច្បាស់ល្អដែរអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចណោះយ៉ាងម៉េចក៏អញ្ចឹងដល់ម៉ោងបាទដល់ពេលដល់ពេលងូតទឹកហើយកំពុងតែជ្រោងសក់អីចឹងទៅៀបស្លៀកសពុតជនជាតិដើមឥណ្ឌាឬក៏ឥណ្ឌាហ្នឹងគឺស្លៀកញ៉ែញ៉ៃចឹងក៏ទាញបបួលឲ្យមិនទៅទាញសពុតទៅតែពពុតនោះចិត្តហ្នឹងទៅម្លេះទៅម្លេះអត់ទៅអត់ទៅទាញប្រលេះដៃប្រលេះដៃទាញសក់ក្បាលហ្មងថ្ងៃនឹងអូសទៅជួបពពុតទល់បានហ្នឹងដកអូសចឹងទៅចូលទៅបាលមាននំគិតថាអីចុះសម្លាញ់អញអីក៏ម៉េះម៉េះវៃថាមិនទៅមិនទៅទាញសពុតទាញអាវឥឡូវទាញសក់ក្បាលអញទៀតទៅម្ដងទេអូវាមានរឿងអីបានជាតែចង់ឲ្យអញទៅជួបពពុតនោះអឺតើចឹងថាគ្នាទៅមនុស្សសម័យដើមគោរពពាក្យថាថាទៅគឺទៅដល់ទៅស្ដាប់ធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកសបៈនោះពើទៅស្ដាប់ទៅពរុះវយលចូលចិត្តយល់ហ្នឹងគឺធម៌ដែលនិយាយពីជីវិតហ្នឹងដល់យល់ទៅលូនទៅថ្វាយអង្គមពុទ្ធពីមុនហ្នឹងអត់ហ៊ានទៅចិត្តទេក៏ប្រាប់មិត្តភក្តិថាម៉េចសម្លាញ់ណាគ្នាអរគុណខ្លាំងណាស់ដែលអ្នកឯងទាញក្បាលយើងមកហ្នឹងបើអ្នកឯងមិនបានធ្វើដល់ម្លឹងទេខ្ញុំមិនអាចស្គាល់រសជាតិពធអញ្ចឹងទេមនាលសម្លាញ់ស្មោះស្មើចិត្តចូលអ្នកត្រឡប់ទៅវិញចុះអឺមិនអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ប៉ុណ្ណេះហើយខ្ញុំមិនត្រឡប់ទៅវិញទេខ្ញុំនឹងសុំអនុញ្ញាតបួសក្នុងសំណាក់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយកិរិយាស្មូនឆ្នាំឯណោះក៏បានប្រាប់ថាអឺសម្លាញ់នេះក៏ជ្រះថ្លាអនុមោទនីការតាំងចិត្តរបស់អ្នកប៉ុន្តែខ្ញុំមានម្ដាយចាស់ពុកចាស់ត្រូវមើលថែខ្ញុំត្រូវត្រឡប់ទៅមើលគាត់វិញឥឡូវខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឬនឹងថាមុននឹងបន្តិចណាមុននឹងបន្តិចដែលមុននឹងយល់ពធពិតនោះណាគ្រាន់តែជួបពពុទ្ធក៏មិនចង់ដែរមិនចង់ទេយកខាងណាគ្រាន់តែយល់ភ្លាមលូនទៅថ្វាយអង្គមព្រះអង្គឲ្យសំបុះទៀតតណាដែលចូលទៅបានមនុស្សថាយល់ឲ្យត្រូវតែធ្វើឬក៏យល់ហើយក៏មិនចង់ធ្វើវាអត់ទេអោយតែយល់ពិតវាជ្រះថ្លាពិតវាកើតអីម្យ៉ាងហើយអញ្ចឹងណាហ្នឹងមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលស្ដាប់ធម៌យល់ហើយលះបង់អំពើខុសហ្នឹងគឺថាវាគ្មានពីណាអត់លះទេអោយតែយល់ច្បាស់តែយល់ហើយអត់លះហ្នឹងថាយល់វាអត់ច្បាស់ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយទៀត
nâu khmênh đai mình skol pu hạ xê rạp bứ ha. Xâm kol ta pu hạ xê rạp bứ nâng chi bà đạp lên, vô mà rung co lên chân tới hai pu hạ xê rạp bứ bà rung co hay bị bạc về hồ ta chật chân ạ. Ê khmênh bà sở bái chật vía khơi cả la xa chân tới bà sở bái chật vía. Dương chật đập rạp ta cùng lên bà giặt chật ngọp. Bà khá nêu bìm đăng lắm. Nè bìm đăng. Dương tự vô chánh khăn tiết. Cụ tiết hoa môi tiết em thọc lực nhật rương ca bồ rì sát từ chuỳnh rọc chăng ngài hay bài xâm tớ. Từ pram rồi nè. Đó là thầy có nâng tất tử dạ cần ấy pram rồi. Rương nâng về miền dạ cần ấy mên mên là nâng công xua khá nhông. Chúng ta nên lực chiều tìa hò. Tập bài xâm phư tớ có mà nẹ tiên phần tẹt đá hài tớ 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 nâng có mùi nâng. Dạ cái này pram rồi nâng cái đắng. Vô kê nẹ phư chú ở việc bài xâm phư. Ấy cái triêm. Cái phư vô khó ôm tớ đoan tớ. Cái vô chân ăn tớ liêng. Cái vô khó ao tớ bọc. Phơ là biếp đôi sẽ trái miền bà đây để thả bà đây tụi chuông bạc hay nơi chăm bà đây chẳng á. Miền bà tẹt kê mùi mùi riêng riêng luôn. Đó bê nè thằng ọc nè mò heo hót nó cười thật kê nom tờ lên. Tẹt kê riêng riêng luôn mùi mùi mùi. Vẫn là môn thằng nom nè thằng ọc nè mò à bà đây môn để chạp bà nó. Vô tụi chong tục nông ruông phân nông. Môn thằng si bà đây môn hổ bà đây thamay bàn sần. Kì chlạt đấy. Si môn bàn bà đây thamay. Ất ấy đó mà. Chẳng kì vô bà đây môn môn tụi chong tục nông kì hiệp nông. Đó phê l... Phải bà rong bồ rì sạch. Đại chùm mê chùm nuôi nâng á. Mà nước chlạt. Có thao viên mình cua chai đòn đòn mà lặng thề. À mấy cô khá anh bàm rồi nè. Ai miên sợi sợi vây bài xàm sập mà phê đình. À đành miên bà đây hỏi. Bà đây tậu bạc tầng ổ nâng hơi. Tôi chỉ trâu râu khá chạp mẹ. Tổng vò tha vào đây chúng tôi dù hơi bờ nè bò mình khó tỏ. Thế phương vào đây chúng tôi khúc ta kia chẳng vừa. Vừa nghiêng bề hỏi. Vừa sọc vừa sửa mấy nếp bánh thay vừa nghiêng bề chết kết nếp. Ta tầng ổn nâng bất chứ mình nu mến rồi có mạch. Mình nu mến là bách rồi có dùm mạch. Toàn xong xay thay chỉ xay và cót bánh là mình tục chẳng. Vừa giúp. Đệ phở đệ mình lụa đệ mình lụa bằng phút phở đệ lụa phở sử mọc ấy chẳng thế. Phở bốn nó kì mơ kì tè mơ kì kè mơ hoặc hoặc ngợp chẳng tớ có kì ngợp tích 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 kì tụt đạc nè kì tàu đào phốt tập bì tè tàu nóng khoai dự dựa khẩn này bằng bằng nà này kì nòm khẩn nhạc đào tàu pram rồi nè nóng tớ nông của hiệp nôm đá cái chong vào đây môn kê nông. Ây bố sát nế. Họt đạc nà nà tê khai bí phá ờ. Chẳng lộp tàu mơ mà nè ai. Đó lộp mơ mà nè ai. Khôn dạ khẩn này nâng á. Tàu chắp đọ co. Vào đây môn nông. Vách tập phía các ba. Krop krop đưa khai bóng chứ. Su tha. Tao nâu chọp chùm vẹn. Nâng srei xa hạt nâng tì đấy. Đại đăng thả nâng chỉ dạ cả này cả lạc luôn chứ. Đăng chứ à dô đăng chứ bạc chứ. Nơi. Thọt tê. Tại bờ lư kê nhìn giấy với chỉ rương mùi xe. Tại lọc bình rút rút tụ đàn nè tông ọc nè. Thả mên bọc phôn dương tê vơi. Mên srei xa hạt tê vơi. Dạ cả này tê. Dạ cả này tê. Mên srei xa hạt tê cùng nâu. Nó, à, bỏ môn môn nó kì xì ở hai mấy nhỏ. Tại ngày cơ hội kì bàn bỏ mấy kì xì dương hỏi. Nâng này. Nẹ, tiếng pram rồi nâng á. Sớp cùng nít tam. Mê xâm phơ, nê xâm phơ nó. Tại phí rồi hai xâm nẹ tì. Bỏ, kì kích bì chà nà tha. Kì hoài dương
mê dương đại dễ khỏi đấy. Có từ tạm pi rồi ha sập nẹt tiền nốt đó màu bị chọn tục tiền nữa anh chị một pro chẳng ở tới hạ tới cho mày rất kích luôn ban tập pi rồi ha sập nẹt chẳng mà nốt chẳng bay nó bị miền bay cầm muối khơi tỏ muối màu này giấy vô sọp tám hay muối tiết mình vô sọp tám chẳng và thua đôi khăn chẳng đài. Nè để bàn khơi to là viết ớt sầm khăn thật. Cua thua rư mình thua thế. Ôi ta vô to là đôi nên sầm bơ từ khơi dạ năng chẳng ạ. Xong khá rồi thua tặng lại. Nếu không chỉ vứt bỏ dân bởi dân vô là. Vì mình đăng tha thử mình thua là mạch. Bởi vì vô là ta hỏi. Đó, đôi nên sầm bơ năng chẳng ạ. Nên sầm bơ năng. Mình đang thả ôi cột nâu đầm ọ tiết là mấy. Ba cột khơi cho bà ta hỏi. Nhưng chồng phải chạy ta nâng. Chắc mà khi chồng ta lọc một bịa khẳng đào vinh thả. Dù lắm. Dù lấy ọt ạ nó vọt phong. Dù lấy kê. Dù lấy kê. Dù lấy bịa nâng. Đôi bà nó pram rồi nè. Sẽ đạp ở to nâng. Thấy nhé. Đạp ở to nâng. Từ 8 có mình bà cột chưa từng sống đây. Còn thả cột lọc. Đặc nòm mau với một đài của họ ấy chẳng nữa nè. Nên ngày. Vẫn đây bà xâm rạp nẹ khơi một tuần. Thì khót ấy nấu đọc ngày tiết. Cũng toàn chênh tà nào ấy. Nơi ấy. Mình nấu ấy. Mình nấu tê. Đôi dân thắng. Riêng chè đằng đài mình ạ nó vọt chè ấy kê. Chè bịa nè. Chạy tha nè. Vì ọt dôn sở phê vẹn mình thê. Chẳng hãy bàn chìa prea xa mà xa mốt prao bia thạ ê hẹt bà sạc cao. Ê hẹt bà sạc cao. Ê hẹt bà nà mau. Bà sạc cao mơ. Mơ mơ khuôn anh. Bọn ông này dây bị ê cả đôi. Trâu bác bà nhà mơ khuôn anh. Đôi này dây bị cai. Mên cai nà nà tê cai nà ai nâng. Nhi dây bị vệ tình nha, mên vệ tình nha nà tế, cứ vệ tình nha nà ai nông. Sọc tục ổ bê kha nông. Nhi dây bị chất, mên chất nà nà tế, cứ chất nà ai nông. Thôi bộ, thôi xem xem, mên nê vật nạ thôi, chỉ đám mình nên nơi khăn nông tì nà tế, cứ khăn nông nẹ nâng hào. Mơ tờ. Ai tầm mơ khơi nháy, nơi tầm ọt ấy. Ai bê tầm ọt một cao tế, bê khơi nháy. Chà, đằng hai, mình tớ thả. Đăng về một chiếc bạc chẳng ai